Vâng, chào các bác nhé. Trên tay em đang là cái chiếc hộp của siêu camera, cái camera chống trộm thông minh của hãng Opisa Việt Nam. Okay, đây là hộp của Opisa này. Cái chiếc hộp rất là nhỏ gọn, thiết kế tương đối là tinh tế. Okay, nhìn bên ngoài thì thấy cái chiếc camera này nhìn như một cái đầu con robot, hơi giống Minion. Chắc là bác nào biết cái nhân vật Minion thì sẽ thấy nó giống. Ok, em giới thiệu qua một chút cái tính năng của cái chiếc camera này. Ok, có thể thấy điểm nổi bật của chiếc camera được thiết kế luôn ở trên vỏ hộp. Cloud, đám mây. Cái đám mây là tức là sao? Tức là cái dữ liệu của chiếc camera này khi được ghi thì sẽ được lưu trên đám mây. Cái này là một cái công nghệ, một cái dịch vụ tương đối hay của dòng camera Opisa i365 này. Ok, và ngoài ra thì sẽ có một số tính năng rất là vượt trội như cảm biến chuyển động, cảm biến âm thanh và có cái cảnh báo, tức là còi hú khi có đột nhập, cũng như là thông báo về điện thoại. Và cũng quay rõ nét ngày và đêm với 4 mắt led hồng ngoại, với các mắt led hồng ngoại. Ok, và ngoài ra thì chúng ta có thể quản lý tất cả những cái ứng dụng thông qua cái ứng dụng cài đặt trên smartphone cũng như là dùng trên máy tính thông qua trình duyệt. Ok, và chúng ta có thể đàm thoại hai chiều đây, có thể nhìn thấy một số những cái tính năng ở đây. Ok, chúng ta cùng bóc hộp nhé. Cái hộp thiết kế khá chắc chắn. Đây là thân camera. Chúng ta cùng để bỏ nó nhé. Thân camera này. Bọc. Đây, camera nhìn rất giống nhân vật Minion. Okay, đây mắt camera đây. Đây mắt cảm biến. Đây chính là cảm biến của camera cùng với hệ thống đèn hồng ngoại ở bên trong phía bên trong kính này. Và đây là mic này. Đây là nút reset, tức là khi chúng ta cần cái cài đặt về chế độ mặc định thì chúng ta ấn nút này. Và ngoài ra là khe cắm thẻ nhớ. Cái thiết bị này được hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 64GB. Tương đối hay. Đây là anten để bật wifi. Đây là các thông tin mã vạch, thông tin sản phẩm. Đây là loa này. Và đây là khe cắm nguồn. Đây là chân thì chúng ta có thể để trên mặt phẳng. Ngoài ra chắc là sẽ còn chân để bắt vít trên tường. Okay, chúng ta em sẽ xem nốt bên trong hộp này. Okay, thiết kế tương đối tinh tế, nhỏ gọn, nhìn cũng tương đối bắt mắt. Okay, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé. Đây là cái quyển sách hướng dẫn. Hướng dẫn chi tiết các thông tin cũng như là các cài đặt. Okay, này, sách bằng tiếng Anh. Okay, còn có một cái phiên bản tiếng Việt thì nhà phân phối đang update cái phiên bản tiếng Việt. Ta cùng xem. Đây, rất là hay, rất là gọn, nhỏ gọn, thiết kế rất là nhỏ gọn này, chắc chắn này và tinh tế, nhỏ và được mệnh danh là một cái chiếc camera IP thông minh, rất nhiều vỏ. Ok, đây là cái củ sạc này, củ để cắm nguồn, còn đây là dây cắm. Cái này khá giống cái củ sạc và dây cắm của các thiết bị Android. Nhà sản xuất tính đến cái phương án là để thiết kế này là để cho cái chuẩn chung và thông dụng.
nên là chúng ta có thể dùng cái sạc chính hãng của hãng đưa ra, hoặc là khi mà bị rơi rớt hay bị mất đâu thì chúng ta có thể dùng cái sạc của các điện thoại Android được. Okay, ở đây các vít này, đây có hai con vít cộng với cái chỗ đầu này để gắn bắt vào camera và để bắn lên tường, và có một cái khe, cái que chọc để reset, giống cái khe, cái que chọc sim ở trên iPhone. Ok, đây là khe để chúng ta có thể reset này. Ok, một thiết bị cũng không nhiều thiết bị phụ kiện cái đi kèm, nhưng mà tất cả như là đã được thiết kế, được gói gọn tất cả những chức năng thông minh ở trong cái chiếc cam này. Ok, sẽ được gọn ở đây nha các bác. Ok, đây, và em đang lắp sẵn một chiếc camera Okisa i365 ở trên bàn. Như các bác thấy này, cái mắt nó cứ quay đây. Đây, đây là một cái công nghệ đột phá này. Tức là Okisa i365 nó có cái cảm biến chuyển động, tức là nó sẽ bắt theo cái điểm chuyển động của chúng ta đây. Các bạn thấy đấy, khi nó có một chức năng rất hay là khi có cái chuyển động phát hiện đột nhập ấy, thì nó sẽ có còi hú ở trên camera cộng với là thông báo về điện thoại. Okay, một cái tính năng, một cái công nghệ rất hay. Ok, thì em giới thiệu sơ bộ đến các bác thông tin về cái chiếc camera Okisa i365 mới được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Okisa Việt Nam. Ok, để tìm hiểu thông tin về sản phẩm thì các bác có thể truy cập vào website okisa.vn, Okisa đây các bác nhé, okisa.vn, và tìm hiểu các thông tin về sản phẩm thì ở trên website, trên fanpage cũng như là trên YouTube thì cũng có rất nhiều những cái clip về đánh giá cũng như là để trải nghiệm những chiếc camera này, thì các bác cũng có thể tìm hiểu thông tin ở trên các kênh như em vừa nói. Ok, em xin dừng clip tại đây, thì chúc các bác sức khỏe. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi cũng như ủng hộ Okisa trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn.